về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của Việt Sách, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Các con thân mến, tạm biệt chủ đề số 3, cô trò chúng mình cùng nhau khám phá một chủ đề mới. Chủ đề số 4 có tên gọi Kỳ Nghỉ. Cô tin chắc, sau một thời gian học tập và làm việc vất vả, chúng mình sẽ rất háo hức chờ đến những kỳ nghỉ để được vui chơi, thư giãn cùng với người thân và bạn bè, đúng không nào? Ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ tìm hiểu bài học đầu tiên của chủ đề số 4, bài 1, âm M và âm N. Mở các con, mở sách giáo khoa trang 40 để cùng cô tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đến với hoạt động khởi động. Vẫn như mọi khi, trong hoạt động khởi động, cô mời các con quan sát cho cô bức tranh ở trên màn hình. Các con quan sát và cho cô biết trong bức tranh này vẽ cảnh gì. Quan sát bức tranh, các con có thể thấy một gia đình gồm bố, mẹ, hai bạn nhỏ đang về quê. Bố và em bé thì đang đội mũ. Bố đang chỉ cho em bé ngắm và quan sát cây me. Cây me rất nhiều quả, đúng không nào? Ở đây, mẹ thì đang nói chuyện với bạn nhỏ có chiếc nơ màu đỏ trên đầu về các loại cây. Đằng xa có một vài cây nấm. Bà thì đang cho lũ cá mè ăn. Sau khi quan sát bức tranh này, chúng mình sẽ rút ra được một số từ khóa như sau. Nơ, nấm, nước, nền nhà, me, mũ, cá mè. Nơ, nấm, nước và nền nhà đều có chứa âm N. Còn me, mũ và cá mè thì đều có chứa âm M các con ạ. Ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu tới các con âm N và âm M. Cô mời các con quan sát lên màn hình. Đây là chữ N in thường. Đây là chữ N in hoa. Đây là chữ N viết thường. Và đây là chữ N viết hoa đấy các con ạ. Bây giờ các con đọc cùng với cô nhé. N N N N. Tiếp theo, cô giới thiệu với các con, đây là chữ M in thường, đây là chữ M in hoa, đây là chữ M viết thường, còn đây là chữ M viết hoa. Chúng ta cùng đọc nhé. M M M M. Bây giờ, cô mời các con hãy quan sát lên màn hình. Đây là một chiếc nơ màu đỏ. Cô có tiếng nơ. Tiếng nơ gồm âm N đứng trước, âm Ơ đứng sau. Cô đánh vần. N, Ơ, nơ, nơ. Lại một lần nữa nào. N, Ơ, nơ, nơ. Tiếp theo, đây là hình ảnh của quả me. Cô có tiếng me. Tiếng me gồm âm M đứng trước, âm E đứng sau. Cô đánh vần. M, E, me, me. Lại một lần nữa nào. M, E, me, me. Tiếng me chứa âm M chúng ta vừa mới học đấy. Vừa rồi, các con đã được luyện đọc âm N, tiếng N, âm M, tiếng me. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các con cách viết những chữ cái và từ này nhé. Trước tiên, cô mời các con hãy quan sát con chữ N. Con chữ N có độ cao là 2 ô ly, độ rộng là và độ rộng là 3 ô ly rưỡi.
Chữ N có cấu tạo gồm hai nét là nét móc xuôi và nét móc hai đầu. Bây giờ các con hãy quan sát cách viết chữ N nhé. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con cách viết chữ N. Còn chữ N gồm con chữ N đứng trước, con chữ Ơ đứng sau. Ở đây các con lưu ý chữ N, khoảng cách giữa chữ N. Ở đây các con lưu ý, sau khi các con đã viết xong chữ N, chúng mình sẽ nối luôn chữ Ơ vào với chữ N nhé. Mời các con quan sát cách viết từ N. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con cách viết con chữ M. Con chữ M có độ cao là 2 ô ly, độ rộng là 5 ô ly. Bây giờ, các con hãy quan sát cách viết con chữ M nhé. Vậy là vừa rồi, các con đã lắng nghe cô hướng dẫn chúng mình cách viết con chữ N, từ N, con chữ M và từ ME rồi. Bây giờ, các con hãy lấy vở tập viết ra để chúng mình thực hiện những nhiệm vụ mà vở tập viết đưa ra cho các con nhé. Các con có thể dừng màn hình lại để thực hiện những nhiệm vụ mà cô đưa ra. Sau đó, các con sẽ tiếp tục quay trở lại để khám phá những nội dung học tập tiếp theo cùng với cô nhé. Ta đến với hoạt động luyện đọc. Các con hãy quan sát hình ảnh. Cô đố các con biết đây là quả gì? À đúng rồi, vỏ có nhiều mắt, hột màu đen, phần thịt màu trắng. Đây là quả na các con ạ. Còn đây, loại quả màu vàng này là quả mơ các con nhé. Chúng mình phải quan sát cẩn thận đấy, không là chúng mình sẽ nhầm thành quả đào. Còn đây là một chiếc cano. Và đây, đố các con biết là loài cá gì? Đúng rồi, đây là cá mè các con ạ. Như vậy, dựa vào những hình ảnh này, cô trò chúng mình sẽ có các tiếng na, mơ, cano, cá mè. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đánh vần và đọc trơn nhé. N a na, na. M ơ mơ, mơ. C a ca, ca. N o nô, nô. Ca nô.
cờ a ca sắc cá, cá. M e me huyền mè, mè. Cá, mè. Tiếp theo chúng ta sẽ có câu ứng dụng. Ba mẹ cho bé đi cano. Chúng ta cùng đánh vần nhé. B a ba, ba. M e me nặng mẹ, mẹ. Chờ o cho, cho. B e be sắc bé, bé. D i đi, đi. C a ca, ca. N o no, no. Ba mẹ cho bé đi cano. Bây giờ mời các con đọc lại cùng với cô. Na mơ cano, cá mè. Ba mẹ cho bé đi cano. Tiếp theo chúng ta đến với phần cuối cùng, hoạt động mở rộng. Trong phần hoạt động mở rộng này, sách giáo khoa cho chúng ta 3 hình ảnh với 3 loài vật. Hình ảnh đầu tiên, cô đố các con biết đây là loài vật nào? À, quan sát vào những đặc điểm của loài vật này, chúng ta có thể biết đây là con nai. Cô có tiếng nai, tiếng nai có chứa âm N. Cô đánh vần N, ai, nai. Cô đọc trơn, nai. Hình ảnh số 2 là một chú mèo. Cô có tiếng mèo, tiếng mèo chứa âm M chúng ta vừa học. Cô đánh vần M, L, mèo, huyền, mèo, mèo. Tiếp theo là một chú cá mực. Tiếng mực có chứa âm M. Cô đánh vần M, ức, mức, nặng, mực, mực. Cô đọc trơn lại ba từ này. Nai, mèo, mực. Vậy là thông qua bài học ngày hôm nay, cô đã hướng dẫn các con quan sát tranh để rút ra được các từ khóa trong bài. Từ đó, cô đã hướng dẫn các con nhận diện và luyện đọc âm N, âm M. Chúng mình đã được quan sát, đánh vần và luyện đọc tiếng nơ, tiếng me. Cô cũng đã hướng dẫn các con cách viết con chữ N, tiếng nơ, con chữ M và tiếng me rồi. Sau khi kết thúc buổi học ngày hôm nay, các con cố gắng hoàn thiện nốt vở tập viết. Và các con nhớ là luyện đọc thật nhiều lần bài này giúp cô nhé. Tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo của Việt Sách nhé. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.